Chào quý vị và các bạn, các anh chị em audio trên toàn quốc. Thì ở đây em có hôm nay em về có mấy cục bao VIP cực đẹp quý vị. Đây, đầu tiên là con Victor BSA300 quý vị. Con này phải nói là nó đẹp quý vị, xem này. Nó đẹp như trong thùng quý vị, đẹp thiếu thùng xốp, đẹp ken xà beng luôn. Cái nước sơn zin của nó quý vị là trên nắp nó đẹp như vậy thì quý vị hiểu rồi. Đấy. Con này thì như mới khui thùng quý vị nha. Quý vị xem nè, phía sau này nó đẹp nè. Nhìn cái này đẹp, mướt mắt luôn quý vị. Đấy. Chỗ này thì vận chuyển nó bị mẻ cái mũ giống cái này ha. À, vận chuyển này, mẻ này. Rồi vận chuyển về ha. Đây quý vị. Con này đến loa 30-40 thoải mái quý vị. À, 490W điện 100W ha. Có kiện ra băng. Đẹp xuất sắc như thế này quý vị, đẹp hiếm có luôn á. Dòng này trước giờ em cũng có bán nhiều nhưng mà hiếm con nào mà nó đẹp như thế này, chuẩn chỉ hết luôn quý vị, xuất sắc, quá đẹp, xuất sắc luôn. Thì giá nó vẫn là 7 triệu 2 quý vị. Đấy, giá chỉ bằng những con xấu hơn bán lúc trước thôi, 7 triệu 2 con Victor 300 này ha. Vì là cần tìm một con như thế này cực đẹp thì đây, ruột gan bên trong là như mới luôn. Đấy. Rồi phía sau đây là con Classic Pro V4000, cũng là đẹp xuất sắc luôn quý vị, cũng là đẹp xuất sắc luôn ha, xuất sắc luôn. Đấy. Quý vị xem đây. Đấy. Con này thì công suất là 4800W quý vị. 4800W thì nó có cái chế độ cắt súp rất là hay. Chúng ta có thể cắt súp hay sạch, cắt súp đánh đẹp luôn, hay luôn. Chúng ta sử dụng đánh những đôi súp 50 về Mỹ, súp JBL, súp Queen nó đánh tuyệt vời vô cùng. Còn đánh full thì tiếng rất sáng quý vị, con này nói chung nó chơi đa năng ha. Nó chơi không kén loa nào hết. Đấy, những dòng loa bãi Mỹ xịn quý vị đưa vào nó đánh tiếng cực kỳ hay, công suất nó lớn, đánh nó không ngại loa ha. Phía trên là con Bi Quang CS 400. Con này nó đánh 16 sò mô tô ha. 16 sò mô tô quý vị. Đấy, cũng là đẹp xuất sắc luôn quý vị. Cái mặt cái quan trọng là cái mặt chỗ này quý vị nè. Chỗ này nó không chấp đẹp như chỗ này ha. Thì đỉnh rồi. Đấy, cái tay cầm thì nó do nó vận chuyển nó cọ sát cho nên là tại cái tay cầm này thì em sơn em lại nó đẹp thôi. Đấy, quan trọng là nó đẹp, nó liền lạc như thế này thì quá đỉnh rồi. Với lại phía sau quý vị, những cái con này nhá, mấy chỗ này là nó hay bị sét đó. Nhưng mà cái con này nó còn sáng trao gì luôn nè ha. Thường mấy con này về đa số là bị sét mấy con ốc này trơn quý vị, nhưng mà con này nó không bị ha, rất là đẹp luôn. Đây, con lát xích rồ phía dưới này, điện 100W ha, công suất là 4800W nha quý vị. Điện 100W. Đấy. Tuyệt đẹp luôn ha quý vị, nhìn những cái đây những lưới quàng quý vị thấy cực kỳ mới nha. Đây quý vị thấy nè. Quá đẹp. Đấy, con Bi Quay này thì giá nó 8 triệu quý vị, CS 400 ha. 8 triệu. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn. Bên đây còn mấy cục đầy bên đây nữa quý vị. Giá mềm hơn cục rô lăng BA 3000 này, Martin sao băng điện 100V giá 4 triệu ha, 4 triệu. Inter M500 giá 4 triệu luôn, nhưng mà con này Hàn Quốc ha quý vị, Hàn Quốc nó xuất điện 220, điện 220 ha, còn làm bãi tiếng rất là hay. Con V3000 lốt này ở Mary Khanh này thì giá nó 7 triệu, 7 triệu nha quý vị. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.